Quỳnh Phương với các món chay ngon dễ làm. Xin chào tất cả quý vị nha. Hôm nay thì có một cái món chay đơn giản thuần chay muốn gửi đến quý vị, đó là món khổ qua kho sả ớt. Nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà ăn với cơm trắng rất là bắt, và mình làm cũng rất là nhanh nha quý vị. Quý vị mà xem kênh cái yêu thích á, nhớ ấn cho Quỳnh Phương xin một like nha, và chia sẻ cho nhiều người biết hơn về các món chay ngon là dễ làm nữa. Nói cái cách làm như thế nào thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị cùng vào bếp để thực hiện với Quỳnh Phương cái món khổ qua kho sả ớt nha. Để làm cái món này á, những cái nguyên liệu cần thiết đó là chỉ cần một cái trái khổ qua thôi. Đó, mình ăn nhiều thì mình có thể thêm nha. Rồi một đoạn bao rô nè, ớt nè, cũng như là sả băm. Sả băm thì mình chọn khoảng 3 muỗng, ai ăn ít, nhiều thì mình có thể gia giảm một xíu. Đó, quý vị thấy rất là đơn giản không? Một trái khổ qua, một xíu sả, một xíu ớt và một xíu hành bô rô. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái công đoạn đầu tiên, đó là mình rửa sạch cái phần khổ qua đi. Đó, rửa sạch trong một phần nước muối pha loãng á. Thì khi nào dùng thì mình đem ra, mình cắt bỏ cái phần cuốn ha. Đó, rồi mình cắt làm hai nè. Đó, mình phân sẽ tách ra làm hai, xong rồi mình mới tùy cái khổ qua non hay là khổ qua già á, thì mình sẽ, nếu mà khổ qua non á, thì mình có thể tận dụng luôn cái phần ruột để mình làm cái món này. Còn nó hơi già, nó hơi cứng thì thôi, mình bỏ đi. Đó, mình bỏ đi hết quý vị. Thì bây giờ Quỳnh Phương sẽ tách cái phần ruột khổ qua ra nè. Nhiều quý cô chú á, có thể tận dụng cái phần ruột này nè để làm một cái món xào, sả ớt cũng rất là ngon. Giờ mình cạo bỏ cái phần trắng trắng này đi để nó ít bị đắng á. Nên Quỳnh Phương cạo kỹ kỹ một xíu. Còn quý vị nào thích cái vị đắng đặc trưng thì mình có thể để lại cũng được nha. Rồi bây giờ mình đem ra, mình đi sau khi cạo xong á, mình sẽ đi rửa lại một cái nha, rửa lại với nước một cái cho nó sạch một cái. Sau đó thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương một cái thau nước, và mình sẽ cắt cái phần khổ qua này nè, ngâm trong phần nước này luôn. Thì mình sẽ bào ra nha. Đó, mình bào, mình lấy cái phần xanh này thôi. Cái phần trắng trắng thì nó hơi đắng á, nên Quỳnh Phương sẽ không dùng. Tùy mình, nếu mình thích á, mình có thể cắt ra cũng được nữa. Nhưng mà theo Quỳnh Phương thì Quỳnh Phương hay bào ra gì nè. Đó, khi mình ăn á, nó không đắng quá nhưng mà nó vẫn còn hơi đắng đắng nhẹ nha. Khổ qua thì cái vị đặc trưng nó là vậy rồi. Đó, nhiều khi ăn không đắng thì nó cũng không ngon lắm. Hơi hơi thôi quý vị. Rồi bây giờ mình Phương sẽ cho vô miếng muối, mình bóp vô miếng muối. Nó cũng làm giảm bớt cái vị đắng của khổ qua nữa. Mình ngâm đây khoảng 5 phút là được rồi quý vị. Mình bóp nhẹ nhẹ nè, ngâm trong phần nước muối pha loãng này. Quý vị xem kênh mà lần đầu tiên xem kênh á, thì nhớ ấn đăng ký nha, để tiếp tục cập nhật những cái món chay ngon từ kênh của Quỳnh Phương, món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chỉ chia sẻ những cái món chay cho quý vị, chủ yếu là các món chay dễ làm. Rồi, tiếp theo là về cái phần bo rô. Tùy mục đích ăn chay, mình có thể sử dụng bo rô, hành tím, hay là gốc hành á, thì tùy mình hết quý vị. Những cái phần bo rô thì mình cắt làm tư, sau đó thì cắt nhỏ nè. Rồi bây giờ chúng ta băm ra thôi, thì mình băm nhuyễn ra thôi. Là món này nhanh lắm, mà ăn với cơm nóng là rất là bắt luôn. Nó mấy bữa mà ăn chay á, thì nhiều khi mình không có chế biến được mấy cái món quá phức tạp thì mình làm những cái món như vậy cũng rất là ngon. Này là ớt nè, ớt này nó không có cay hung. Đối với vị nào ăn cay thì mình dùng chế ớt nhỏ nhỏ mà nãy Quỳnh Phương để đầu clip đó thì nó cay hơn ha. Thì mình cũng cắt nhỏ ra, giờ mình băm cho nó nhuyễn ra luôn. Có sả, có ớt vô là nó rất là thơm. Cái hương vị nó cũng là lạ quý vị, nó hơi đắng đắng nhẹ nhẹ nè, có vị thơm của sả, vị hơi cay cay nhẹ của ớt. Rồi mình đẩy xong cái phần ớt này qua đây ha. Rồi bây giờ thêm một cái công đoạn nữa, mà mình sẽ chần sơ cái phần khổ qua. Khổ qua mình vừa bao á, mình bắt nước nóng lên ha, nước sôi lên. Rồi chúng ta sẽ chần qua.
chần qua cái phần nước sôi. Mình sẽ chần nhanh thôi quý vị, chần khoảng 1 phút hơn là được rồi. Mình sẽ sau đó mình sẽ cho vào nước lạnh. Đó, khổ qua giờ nó còn màu xanh, nhìn đẹp mắt ha. Nó còn giòn giòn nữa quý vị. Rồi, xong mình vớt ra để ráo. Bây giờ mình mới bắt đầu kho nè. Trước tiên là cho khoảng 2 muỗng canh dầu vào. Đó, đợi dầu sôi lên, mình chán cho nó đều cái nồi mình đi. Rồi mình đợi cho nó sôi, mình đừng có sôi quá, nó chỉ cần sôi lên tim nhỏ nhỏ vừa vừa là được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục mình cho cái phần bô rô vào để mình phi. Mình phi, mình đảo sơ cái cho bô rô nó hơi vàng vàng, nó thơm thơm lên là được rồi. Nhớ là để lửa vừa vừa thế quý vị, tránh mà nó nóng quá mình phi nó mau, nó dễ bị cháy, không ngon. Rồi, tiếp theo là mình cũng cho thêm sả vào, khoảng 1 muỗng canh sả nữa. Rồi, phi lên cho nó thơm ha. Rồi, sau đó mình hạ lửa nhỏ xuống giúp Quỳnh Phương. Mình hạ lửa nhỏ xuống rồi chúng ta mới bắt đầu cho gia vị vào để mình nêm nếm đó quý vị. Khi mà để lửa lớn quá cho gia vị vào nó rất là dễ dằn dầu luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh nước tương. Tiếp theo là mình chuẩn bị thêm 1 muỗng canh nước mắm ha, nước mắm chay nha. Rồi bây giờ chúng ta mới chuẩn bị thêm đường nè. Đường á, thì Quỳnh Phương cho vào khoảng 2 muỗng. Cái này thì nó hơi ngọt xíu. Rồi quý vị nào ăn ít ngọt thì mình cho từ từ, cho 1 muỗng vào trước. Mình nêm cho vừa khẩu vị chưa, lát ra cho thêm 1 muỗng hạt nêm chay từ nấm. Đảo lên, đảo đều lên. Rồi khi mà gia vị nó đã tan rồi, bây giờ mình bắt đầu cho cái phần khổ qua vào. Khổ qua nãy mình vớt lên mình để ráo nước nha. Đó, mình cho hết cái phần khổ qua vào. Có cái màu xanh xanh nhìn cũng đẹp mắt ha. Đảo sơ qua một cái. Rồi mình đảo đều ha. Tiếp theo là chuẩn bị thêm cái phần nước. Mình cho nước vào. Nước thì ở đây Quỳnh Phương cho khoảng 6 muỗng canh nước. Mình để lửa nhỏ nhỏ đó. Mình kho thêm khoảng 1-2-3 phút nữa là được rồi quý vị. Khi ăn á, thì nó sẽ có cái vị. Mà trước khi đi, khi tắt bếp á, thì mình mới cho thêm cái phần sả vào cho nó thơm nè. Đó, cho phần ớt vào luôn. Đảo đều lên, để thêm 1 phút nữa. Có sả thơm thơm, ớt cay cay nhẹ nhẹ, khổ qua nó hơi đắng nhẹ nữa. Tạo nên một cái món chay ngon lạ miệng. Chúc quý vị ngon miệng nha. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị đã ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm á. Xin chào quý vị.